đẹp luôn. Thì buổi này là hôm nay là được 10 ngày đúng không em? Dạ. Đến đây là tháo đẹp các chị ha. Thì mọi người có câu hỏi là thắc mắc cứ comment vào đây. Và nhớ là chia sẻ live stream để nhận nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá bên trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải. Thì đông đông người vào đây xem thì mình sẽ cùng hỏi khách hàng cũng như là tâm sự cho cả nhà biết về cái dáng điểm này cũng như cái tình trạng trước đây khi mà đến trung tâm ha. Sao là mình kiếm cho khách tôi rồi chị. Anh kiếm. Nhìn lên cái gì? Rất là đẹp luôn. Mũi mình trước đây là mũi mới, mới sửa lại em. Dạ, lần đầu anh. Lần đầu ha. Dạ, lần đầu mà đẹp như thế này là rất là may mắn luôn ha. Thì khi mà cả nhà tìm đúng nơi, đúng chỗ thì một lần là đẹp, đúng không em? Dán mũi là một cấu trúc mới nha cả nhà. Kết hợp với cả mí là phải được sau 10 ngày luôn. Thì cả mí và mũi đều rất là đẹp. Có thể nói là bé này rất là có duyên với bên trung tâm bên mình luôn. Cũng như là có duyên với phẫu thuật thẩm mỹ. Thì cả nhà ơi, làm lần đầu rất là quan trọng, cho nên là cả nhà hãy tìm hiểu những thẩm mỹ viện uy tín và chất lượng. Thì trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải tự tin là một trong những trung tâm uy tín chất lượng nhất Sài Gòn luôn ha. Thì mọi người có thể nhìn vào cái lượng khách bên trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải thì lúc nào cũng rất là đông, lúc nào cũng tấp nập hết nha cả nhà. Có một bạn hỏi là trong quá trình làm thì em có đau nhất hay khó chịu gì không? Lần đầu tôi thì đau cũng đau lắm. Trong quá trình làm thì không biết đúng không? Dạ. Với khách hàng chia sẻ rất là thật luôn như cả nhà. Thì làm thì tất nhiên là đau nhưng mà ở mức chịu đựng được đúng không em? Trong quá trình làm thì không có biết hay là khó chịu gì hết ha. Bây giờ mình sẽ quay cái dáng mũi ngang cho cả nhà xem nha. Mình sẽ quay cho cặp mí thôi nha. Để nhìn lên thôi. Nước mí tự nhiên rất là đẹp luôn. Thì mí này là mí mới luôn đúng không em? Thì cái khung mắt của bé này rất là thấp, cho nên là bác sĩ cắt một cái nếp mí tự nhiên hài hòa với khuôn mặt của bé khách hàng này. Thì nhìn sơ qua là không biết cắt mí luôn nha cả nhà. Rất là đẹp. Quay góc kia cho mình xem. Rất là đẹp luôn. Mũi này thì bao nhiêu tiền vậy ạ? Mũi là 35 triệu đúng không em? Dạ. Dán mũi này là 35 triệu đồng nha cả nhà, bao gồm thuốc, sò hàm phẫu và bảo hành cho tất cả các bạn luôn. Thì hiện tại bên trung tâm đang có chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá cho tháng 3 rồi, rất là hấp dẫn luôn. Thì mình cũng muốn xin chia sẻ cho cả nhà để cả nhà tranh thủ để mà đặt lịch, đặt cọc cho mình giữa 3 ngày. Ngày 8 tháng 3, ngày 10 tháng 3 và 11 tháng 3. Nếu như cả nhà làm trong 3 ngày này cũng như là đặt cọc thì giá những cái mũi cấu trúc mới, cả nhà lưu ý là mũi cấu trúc mới nha, sẽ được giảm 3 triệu ha. Cả nhà lưu ý cũng như là chia sẻ cho người thân, bạn bè. Hoặc là nếu như mà chúng ta bận ngày khác thì chúng ta có thể đóng thanh toán tiền hết, cũng như là đặt cọc cho đến hết tháng 3 thì chúng ta vẫn giữ nguyên được cái giá đó nha cả nhà. Đây là một cơ hội rất là lớn dành cho những bạn khách hàng đam mê cũng như là có ước mơ thay đổi chính bản thân mình. Thì nay trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải tiện tạo điều kiện cho cả nhà cũng như là tri ân khách hàng nhờ nhân dịp ngày 8 tháng 3 ha. Khai ơi, lại lấy gương này nữa. Cao không? Sừng ha. Hài lòng không? Dạ hài lòng. Mũi mình lúc trước có thấp nhiều không em? Cũng bình thường, cũng có sọng anh. Nhưng mà bị gãy ở phần mắt đúng không? Dạ. Có gãy bị gãy ở đây đúng không? Đầu mũi đâu có dài như bây giờ ha? Dạ. Thì mọi người ơi, mọi người còn câu hỏi nào thắc mắc nữa không ạ? Cứ comment vào đây. Và nhớ là chia sẻ live stream để nhận nhiều trình lượng khuyến mại giảm giá được trung tâm thẩm mỹ bác sĩ Khải. Mình sẽ kết thúc cái live stream này cho khách hàng các chị. Còn mọi câu hỏi thắc mắc mọi người cứ comment vào bên dưới thì mình sẽ tư vấn và đặt lịch cho tất cả các bạn luôn. Đó, thì cả nhà ơi, cả nhà muốn mà giữ cho mình cái giá khuyến mại ngày 8 tháng 3 thì hãy
Bây giờ hãy inbox trực tiếp ở trang fanpage của bác sĩ Khải thì bác sẽ tư vấn và đặt lịch cho tất cả các bạn, cũng như là đồng thời giữ cái gói khuyến mãi ngày 8 tháng 3 cho cả nhà ha. Xin chào cả nhà nha.